Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Quý vị thân mến, trời sinh những con giáp này là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng. Chính vì thế, vào ngày 10 tháng 12 âm lịch, mọi sự cố gắng của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc thuận buồm, xuôi gió, vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ, trợ lực. Các bạn cũng sẽ gặp được hảo duyên, cuộc sống của các bạn từ ngày hôm nay trở đi vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm vàng để các bạn mở rộng các mối quan hệ của mình, từ đó giúp ích cho công việc và sự nghiệp trong tương lai. Và đó là các con giáp sau: Tý, Mão, Tỵ, Ngọ, Dậu, Hợi. Tuổi Tý. Theo tử vi ngày 10 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn với người tuổi Tý. Nhìn chung, bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm về phương diện sự nghiệp khi hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng, đúng như tính toán và mong muốn. Dự báo trong ngày, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành. Thời điểm này cũng thích hợp để Tý mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bản mệnh sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Thiên tài giúp đường tài lộc có phần khởi sắc hơn, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến. Nếu chưa biết cách nắm bắt thì việc tiền bạc rủng rỉnh không phải là chuyện quá khó. Tuy nhiên, bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tiêu xài lãng phí, kẻo tiền bạc có bao nhiêu cũng hết. Ở phương diện tình cảm, ngũ hành xung khắc khiến đôi lứa có nhiều trục trặc trong mối quan hệ. Bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chủ yếu do bản mệnh mải mê công việc và những chuyện ngoài lề mà không còn đủ thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng nhau. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão. Tam hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão mang tới cho con giáp này những bước tiến khá lớn trong công việc. Bạn phát huy hết năng lực của mình và có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, sẵn sàng giải quyết mọi khúc mắc với tinh thần chủ động. Tài vận trong ngày cũng có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho bạn. Dù vậy, bạn cũng nên tính toán thận trọng, chớ vì nóng vội mà sôi hỏng, bỏng không. Đường tình duyên cũng không có gì đáng lo ngại, vợ chồng đôi lứa yêu nhau biết trân trọng những gì mình đang có nên hạnh phúc được bảo toàn. Dù khúc mắc có xảy ra cũng nhanh chóng được hóa giải. Người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác. Tình hình sức khỏe của người tuổi Mão không được lý tưởng do chịu tác động của hung tinh, bản mệnh thường xuyên cảm thấy ưu tư, muộn phiền vì những việc nhỏ nhặt. Đôi khi công việc quá căng thẳng cũng sẽ khiến bạn bất an và lo lắng. Nếu không chịu chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với người khác, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Trong đời sống hàng ngày, bạn nhớ giữ nếp sinh hoạt điều độ, ăn uống cân bằng dinh dưỡng và tập những bài thể dục phù hợp với thể lực của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Chính ấn mang tới cho tuổi Tỵ cơ hội để tạo ra những bước tiến sự nghiệp nhất định. Bạn vốn là người mạnh mẽ, có sự nhạy bén và thích nghi linh hoạt nên tại cơ quan rất được trọng dụng. Cấp trên hiếm khi phải lo lắng khi giao việc cho con giáp này. Tài lộc trong ngày hôm nay được cải thiện đáng kể, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh, buôn bán. Người kinh doanh nhận thấy doanh thu tăng nhanh rõ rệt, bản mệnh có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Hỏa sinh thổ hậu thuẫn cho tình yêu đôi lứa, các cặp đôi dù yêu xa cũng luôn biết cách chăm sóc tình yêu của mình, hai người hiểu và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Khoảng cách địa lý có thể tồn tại, nhưng khoảng cách về hai trái tim thì hoàn toàn không có. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ.
Quý nhân lục hợp xuất hiện, tuổi Ngọ đón những tin tích cực ở phương diện sự nghiệp. Bạn giành được những mục tiêu đã định và có người có thể nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bản thân đã mong muốn. Thời điểm này bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả của mình. Tài vận của con giáp này trong ngày khá tốt, nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình nhờ những mối hợp tác làm ăn tốt đẹp. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có lộc, tuy nhiên nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá chán. Tin vui còn tới với người tuổi Ngọ ở phương diện tình duyên. Người độc thân sẽ tìm một nửa cho mình, nhân duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, tìm lại cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Được thực thần đứng bóng, tài lộc của người tuổi Dậu có cơ hội cải thiện đáng kể. Con giáp này gặp được vận may bất ngờ, tiền bạc tăng lên vù vù, nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới. Hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, bạn sẽ thu về khoản lợi không nhỏ đâu. Các tinh này còn giúp cho người làm công ăn lương cải thiện thu nhập của mình bằng nhiều cách. Bản mệnh tìm được nơi có thể phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa. Đôi khi nó khiến bạn mệt mỏi, nhưng khi có mục tiêu rõ ràng, bạn chỉ việc nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được điều xứng đáng. Trong ngày ngũ hành tương sinh như hôm nay, tình yêu của bản mệnh đang thăng hoa rực rỡ. Người ấy thực lòng yêu thương và chăm sóc cho bạn hết lòng, cảm giác an toàn và đối phương mang tới khiến bạn tin tưởng mình đã tìm được đúng người cần tìm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Được tam hợp cục hậu thuẫn, người tuổi Hợi đang gặp nhiều thuận lợi trên con đường tài lộc. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, mọi điều đều tiến triển rất lạc quan và hứa hẹn nhiều tương lai rộng mở. Nhân lúc này hãy có kế hoạch chi tiêu thích hợp để tiền bạc được sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa. Chẳng những vậy, đường công danh sự nghiệp cũng đang tiến triển rất tốt. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Nhờ có tam hợp phù trợ, người độc thân có thể được giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng. Chỉ cần bạn chịu mở lòng là bạn sẽ phát hiện đối phương cũng có rất nhiều điểm thu hút. Bạn nên trò chuyện với người đó để nhận ra ưu điểm của đối phương. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao để sức khỏe được cải thiện. Có sức khỏe, bạn mới có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Sa Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa, ngày Kỷ Mùi thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Đinh Sửu và Ất Sửu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.